Phật. Kính thưa các vị Phật tử, theo chương trình chiều nay là Phật Pháp vấn đáp, để dành thời gian cho tất cả các vị có những gì cần thắc mắc trao đổi, và các vị thậm chí chưa biết qua Phật Pháp thì các vị cứ viết và gửi lên đây để chúng tôi cùng với các vị chia sẻ. Thì ở đây tôi có nhận được một số câu hỏi của các vị, thì vị nào có còn những cái thắc mắc gì đó thì chúng ta có thể viết tiếp để gửi lên, hoặc là chúng ta có thể đứng vị trí tại chỗ để chúng ta có thể là hỏi trực tiếp qua micro trước mặt tín chúng cũng được. Cái vấn đề đó tùy các vị sắp xếp. Vì vậy những cái buổi pháp đàm như thế này nó mang tính cách khế cơ rất cao, mặc dù có những câu các vị hỏi rất đơn giản, rất bình thường, nhưng bây giờ cái nhu cầu và ước mơ của các vị chừng ấy. Cho nên trong thánh chúng khi chúng ta ngồi nghe pháp đàm, có những câu đối với các vị cũng trả lời được, nhưng các vị phải tôn trọng người khác ở chỗ là vì họ hiểu tới chừng ấy cho nên cái này cần phải chia sẻ với họ. Và cái này mình đã được học rồi, mình hãy hiểu hơn rồi, thì mình cũng ngồi im lặng, đừng vội chỉ trích hay cảm thấy ái ố là chuyện đó mà cũng hỏi nữa. Xin thưa thật với các vị, chuyện gì cũng có thể hỏi được, nếu chưa biết là cứ hỏi. Cái đó là điều nó là như vậy. Còn chúng ta may mắn chúng ta biết là vì chúng ta học rồi, chứ nếu chúng ta chưa học chúng ta cũng thế thôi. Bây giờ ví dụ chúng ta học toán lớp 1, chúng ta cái 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng mấy? 2 cộng 2 bằng mấy? Nếu mà cái này đem hỏi lớp 5, lớp 10, lớp 11, lớp 12, nó cảm thấy người này hỏi ngố thiệt á chứ. Nhưng mà bây giờ những đứa mà mẫu giáo nó mới vô, nó bắt đầu nó chuẩn bị nó học, các vị đưa nó và các vị yêu cầu nó hỏi cái gì? Nó hỏi má má, ba ba, 2 cộng 2 bằng mấy hay 1 cộng 1 bằng mấy, mà ghi cái ô này để trả lời là sao. Thành ra ở đây các vị biết rằng chưa học thì 1 cộng 1 cũng thế. Ba má mình nhỏ lớn không đi học trường nào hết á, vốn biết chữ trời đất gì hết trơn á, thì bây giờ tới đầu bạc rồi cũng 2 3 mày, 2 cộng 3 bằng mấy vậy? Tao thấy này tao không biết mấy nè. Thì này tại vì nhỏ lớn chưa học sao biết bằng mấy, thì phải hỏi chứ sao. Thành ra cái việc hỏi á, chúng ta đừng quá quan trọng ở câu hỏi là cao thấp, bởi vì người đó chưa hiểu. Nếu có thể tốt hơn, chúng ta trực tiếp đại diện để trả lời cho người đó. Còn nếu không, trên con đường tìm hiểu học Phật Pháp thì cái chừng nào mà có những câu mà hoàn toàn không thích hợp với Phật Pháp thì câu đó chúng ta sẽ loại trừ. Đó là những câu đó nó không có ý nghĩa trong Phật Pháp,
hỏi mang tính cách soi mói, chỉ trích hay là với một ý đồ gì đó nó không nhằm cái vấn đề xây dựng, học tu, tìm hiểu, thì cái đó là một cái dạng khác. Còn tất cả những người nào có thiện chí trong việc tìm hiểu và tu học thì các vị cứ hỏi những cái gì xung quanh đời sống tu học của tất cả các vị. Các vị có đồng ý không? Rồi. Cho nên có những câu dễ quá đừng chề. Thỉnh thoảng tôi dạy đọc những câu quá dễ cái chề, vậy thì cũng đi hỏi nữa. Ủa không biết hỏi chứ sao? Sự thật là vậy mà. Thưa thầy, con là Phật tử thuộc đạo tràng Giác Ngộ Thạch Thất. Con muốn hỏi thầy, con có các cháu gọi là đi mây hả? Đi mày. Đi ăn mày. Đúng rồi, ở Bắc có cái câu là xin ăn mày. Xin được ăn mày. Tức là muốn xin cái gì đó thì xin ăn mày. Không biết từ địa phương khổ lắm phải không? Rồi đúng rồi, xin mời Quang Đức ông. Tức là cấp cô độc thì có sao không ạ? Xin thầy cho chúng con được biết. Xin thưa các vị, thì Đức ông ở đây là không phải ông Quang Công mà là cấp cô độc, phải không? Thì cấp cô độc, đúng rồi, cấp cô độc là một cái vị đại thí chủ cái thời kỳ Phật còn tại thế đó mà. Thì ở đây thầy muốn chia sẻ các vị, như hôm qua thầy đã trả lời tại ở chùa Ngòi, cái tín ngưỡng văn hóa dân gian ở Hà Nội, tức là miền Bắc này, rất là phức tạp. Nhưng mà nó cũng nhằm thể hiện đó là một nền văn hóa có từ lâu đời ở vùng phía Bắc này. Trước khi Phật giáo du nhập, những tín ngưỡng của văn hóa Việt Nam nó đã có tín ngưỡng thần thánh và các cái tín ngưỡng khác rất là nhiều rồi. Và sau đó khi Phật giáo du nhập, nó được hòa quyện, cộng hưởng, và trong đạo Phật nó đã lồng vào nhiều tín ngưỡng, cái bản địa trong đó rất nhiều. Về lâu về dài, dường như giữa cái đó và đạo Phật không có ai phân tách ra được đâu là tín ngưỡng văn hóa dân gian và đâu là Phật giáo nữa. Mà người ta cứ thấy rằng Phật giáo đâu đó nó ảnh hưởng tín ngưỡng này kia kia nọ. Cho nên phần lớn các chùa miền Bắc khi tôi đi ra đây thì tôi thấy là chùa này thì thờ tương đối là nó theo truyền thống Phật giáo đó, nhưng mà các chùa khác thờ rất nhiều, trong đó có cả Ngọc Hoàng Thượng Đế, có cả Bà Chúa Xứ, có cả Ngũ Hành, có nhiều vị thần thánh khác. Và ở đây đặc biệt là miền Bắc có một cái nữa đó, đó là thờ ông Cấp Cô Độc, mà tôi đã gặp một cái chùa ở Hải Phòng. Khi tôi nhìn hình ảnh đó tôi thấy to thế ở trên chánh điện, một bên này là ông Quang Công, còn một bên này là một ông gì tôi không biết. Tôi mới hỏi với thầy Thanh Nguyên là thầy cái tượng này là tượng gì? Nói đó là tượng ông Cấp Cô Độc. Thì bữa nay tôi gặp lại cái này tôi mới biết Cấp Cô Độc là một cái người mang tính cách là có phước báo, cho nên các vị cầu nguyện sẽ được ban tặng cái gì đó theo tín ngưỡng của các vị, có phải vậy không ? Tức vậy các vị đi đến cầu cúng ông này vì ông này đã từng cúng cho Phật, phước báo lớn lắm, cho nên là sau khi ông chết linh thiêng vô cùng, đi về đó cầu nguyện cho ông là cúng giái ông là ông sẽ ban cho, ngày xưa ông cúng Phật là vàng cái hàng xe xe như vậy, bây giờ ít lắm mình cúng ông cũng ban cho mình được một vài cục chớ. Thì cái này thật ra nó không có xấu. Nó có tội không? Không, không xấu mà không tội. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo, chúng ta không mang cái nghĩa tu tập, mà chúng ta đang mang cái nghĩa là giống như là mua chuộc với thần thánh vậy đó. Ở đây không phải là tu tập mang tính cách đổi chác hai chiều. Tôi cúng cho ông nải chuối, tôi cúng cho ông đĩa xôi, tôi cúng cho ông vài ba đồng lẻ, tôi dắt lên cái tay cái chân trên mình ông đó. Thì cái này ông nhậm lễ cho tôi rồi đó nhé. Thì sau này tôi cầu nguyện mà không được là tôi không có kính trọng ông nữa và tôi không xem ông như thần thánh đâu đó. Nhưng mà có một điều là chúng ta nhắc có vài ba đồng lẻ, nhưng mà con nguyện với ông làm sao mà cho chiều nay con trúng chừng 2 tỷ. Hay là mình làm đến chùa có một đĩa xôi hay một nải chuối gì đó, rồi cái mình cầu nguyện là làm sao cho ít nhất là con của con phải chuyến này là thi đậu cỡ 2 trường đại học. Tức là chúng ta lòng qua cái vấn đề là mặc cả với thần thánh.
Nhưng mà xin thưa thật với các vị, các vị làm cái này nó không có tội lỗi. Tôi nói rồi, và về tín ngưỡng dân gian hay là tín ngưỡng của địa phương, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng để gọi là trong Phật Pháp mà nhìn, thì việc làm này do chúng ta chưa hiểu mà chúng ta làm theo quán tính, thói quen. Vậy thì bây giờ chúng ta đến với thần thánh hay là đến với Đức Phật, chúng ta muốn cầu cúng bất cứ một điều gì đó, các vị nên hiểu rằng Thầy đã nói trong các bài giảng khác nhau, đâu phải chúng ta đem một cái đó chúng ta đến cúng cho Đức Phật hay là chúng ta nguyện cầu như vậy để Đức Phật chứng minh chúng ta vì chúng ta đã cúng như vậy. Và một người đến nguyện cầu Đức Phật không có cúng gì hết thì Đức Phật lại không chứng minh. Tức là Đức Phật thiên vị ở chỗ là người này có cúng hoa quả nhiều, người kia hoa quả ít, thế này thế khác. Thì cái đó chúng ta hiểu vậy là sai lầm về Phật giáo. Chúng ta đã từng cúng kính các vị thần linh theo tín ngưỡng của địa phương, và chúng ta đem cái tín ngưỡng này chúng ta cũng dành cho Đức Phật, cũng giống y chang như vậy. Nếu một người đến với Đức Phật bằng tín ngưỡng như vậy thì cái niềm tin dễ dẫn đến mê tín. Và cái niềm tin mà mê tín thì nó không mang tính cách là giúp cho các vị mở mang trí tuệ, giải quyết khổ đau. Mà niềm tin bằng mê tín thì nó mang tính cách là con người khẩn cầu ước mong bằng tham vọng. Như vậy cái gì bù đắp được tham vọng thì cái lòng tham càng lớn và chúng ta tín ngưỡng càng cao. Nếu cái gì không đáp ứng được tham vọng, chúng ta thối tâm và từ bỏ. Như vậy ở đây không mang nghĩa tu hành, mà đang mang cái nghĩa là chúng ta mặc cả một vấn đề. Vì vậy người Phật tử khi đến chùa học tu phải hiểu rất rõ. Tôi dám khẳng định luôn, trên cuộc đời này thần thánh nào ban tặng được cho các vị những điều ước mơ mà điều đó hoàn toàn không từ phước báo của các vị, mà các vị muốn nguyện được điều đó, mà ai trên cuộc đời này ban tặng được cho các vị? Tôi sẵn sàng từ bỏ đạo Phật để theo liền. Các vị chỉ đi, ông thần nào, ông thánh nào, và vị nào linh thiêng nhất, các vị chỉ đi. Cho nên tôi nói rằng bất cứ ông thần, ông thánh, ông nào mà ban tặng được cho con người ước mơ đó thì cả trần gian này không ai đau khổ. Các vị nên nhớ là như vậy. Điều nguyên tắc là như vậy. Nếu ông thần, ông thánh, ông thượng đế, bất cứ một vị nào linh thiêng nhất mà ban tặng cho các vị được những điều như các vị ước mơ thì cả trần gian này tôi cam chắc rằng không có một người nào đau khổ. Và điều đó có thực là như vậy không? Cho nên các vị đau khổ quá thì đau chân thì há miệng. Các vị đau khổ quá, các vị đi ngưỡng cầu là các vị có một tia hy vọng. Điều này về mặt tín ngưỡng và nó làm xoa dịu cái căng thẳng của tâm linh, cái chỗ nương tựa tâm hồn. Tôi không phủ nhận các vị. Con người chúng ta yếu đuối giữa cuộc đời, cho nên đôi khi chúng ta cần có một chỗ nương tựa. Nhưng mà cái nương tựa này nó đòi hỏi chúng ta phải có một chánh kiến và sự nỗ lực không ngừng của tự thân. Chúng ta biết rằng tất cả các việc được và mất nó đi theo quy trình phước báo và nhân quả, thì chúng ta không thể dễ dàng để cho chúng ta như thế này. Bây giờ các vị đau khổ quá, đau khổ vì chồng, vì vợ, vì con, vì công ăn, việc làm, vì đồng tiền, vì sự nghiệp gì đó, các vị đến với Tam Bảo, các vị nguyện trước Đức Phật, cái đó sai hay trúng? Cái đó hoàn toàn thánh thiện, tốt thôi. Đau khổ cái gì cứ việc bài trước Đức Phật, la một tiếng đồng hồ cũng được, khóc hoài cũng được, cái việc đó không có sai, không có tội. Nhưng các vị nghĩ rằng các vị làm như vậy để được Đức Phật thương xót, để đắp bù các vị những điều gì đó, thì cái việc làm đó nó chưa đúng. Bày tỏ nỗi đau khổ và khát vọng trước Đức Phật, các vị cứ bày, cứ ngưỡng cầu, cứ lại giái cái gì đó, cái đó không sai, không tội lỗi. Nhưng mà trong lòng phải hiểu rằng mình nguyện cầu với Đức Phật để chúng ta có đầy đủ nghị lực để vượt qua được những thử thách này. Chúng ta tin rằng có Đức Phật thương xót chúng ta, chư thần gia hộ chúng ta, niềm tin đó nó giúp cho chúng ta có một nghị lực mãnh liệt để vượt qua những khó khăn và thử thách này được yên bề hơn. Và chính cái đó nó tạo cho các vị một sức sống để thành công cái sự việc mà mình đang mơ ước một cách thánh thiện đó. Điều này chúng ta nên hiểu là như vậy. Và khi chúng ta muốn thành tựu một ước mơ, chúng ta phải phấn đấu và phát huy những nhân tố của chính nó. Nhân tố nào để đưa đến? Nếu chúng ta muốn cho mình có một điều gì đó thì chúng ta biết rằng nhân nào sẽ đưa đến cái quả này, thì chúng ta phải tích cực gieo những nhân tố đó để dẫn cho đến một cái quả như thế này.
Bây giờ chúng ta gì? Con chúng ta học dở quá, nó lo ăn chơi quá, nó không có ham học. Chúng ta lãnh nguyện cầu với Đức Phật, lại dập cả đầu. Chúng ta cúng bái, chúng ta cầu nguyện than rác cả cổ, nguyện làm sao cho con cái con nó từ bỏ việc mê chơi để nó trở về học hành. Nếu các vị làm chừng ấy và các vị tưởng tượng rằng một phép mầu nhiệm nào đó sẽ giúp cho con các vị trở nên là siêng năng học hành, điều đó cái thành phần đó chắc được chừng 1%. Cái khả năng để thành đó rất ít. Nhưng mà các vị cũng đến Phật, các vị nguyện cầu như vậy, đồng thời các vị về tạo điều kiện động viên con mình, phân tích hơn thiệt phải trái, kiên nhẫn trong việc khắc phục, hướng dẫn con nên người, thì cái đó làm cho các vị bền bỉ giúp đỡ cho các con, cái khả năng nó thành công tới 90, 95 đến 98%. Như vậy là khi các vị ngưỡng cầu trước Đức Phật hay lại Phật hay cầu nguyện bất cứ điều gì, các vị cũng phải đến với Đức Phật phải có chánh kiến, niềm tin phải được trí tuệ, phải được sự hiểu biết soi đường, thì không để cho chúng ta rơi vào trong mê tín tà kiến để rồi một đời không có tiến bộ. Câu này thầy xin được trả lời tới đó. A Di Đà Phật. Câu thứ hai: kính bạch đại đức giảng sư, con mới đi chùa, con không hiểu pháp môn mật tông. Con bạch thầy, con có bạn tu theo pháp môn này, con có hỏi mượn sách và học hỏi. Chị nói phải thầy truyền khẩu mới được. Con xin thầy quan hỷ bố thí cho con biết pháp môn này. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, mật tông là một trong các tông phái đang thịnh hành hiện giờ, và cũng xem như là 10 tông phái căn bản có từ thở Trung Hoa. Có 2 tông phái tiểu thừa, đó là Thành Thật Tông và Câu Xá Tông, và 8 tông phái tiểu thừa bao gồm Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Luật Tông, vân vân, cộng lại là 10 tông phái, trong đó có Mật Tông này. Tông chỉ của Mật Tông tôi không phải là chuyên môn cho nên tôi không nắm rành lắm, nhưng tôi chỉ biết một cách khái lược là người hành trì Mật Tông là trì một loại thần chú, trong đó có cái cách để hành trì như thế, tuân theo những quy tắc như thế để đạt được cái tột đỉnh của nó là tam mật tương ưng. Và tam mật tương ưng đó và cái thờ cúng hình như trong mật tông đó là Đức Đại Nhật Như Lai. Và dường như cái tông chỉ này có tính cách là nó có quyền năng một chút, bí mật một chút, cho nên gọi là mật tông. Tự thân của từ ngữ nó mang ý nghĩa đó rồi. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị, cái việc mà mình tham khảo về một pháp môn không nhất thiết là phải thầy truyền, mà mình có quyền mua sách hoặc thỉnh kinh sách, hoặc thỉnh thoảng mình có thể tìm qua một vài vị thầy nào đó để tìm hiểu. Còn nếu các vị muốn chuyên tu về mật tông thì lúc đó mới cần thầy truyền. Truyền cái gì thì trong việc đó của nhà mật tông tôi không hiểu, bởi vì tôi chưa có đi tham khảo truyền mật tông bao giờ. Nhưng đặc biệt nhất, pháp môn tu học nào cũng phải có thầy ha. Và dường như tôi đã nói với các vị trong một cái bài giảng là thần thông trong đạo Phật. Vị nào đã nghe cái bài giảng này thì hiểu được quan niệm này. Về riêng kinh nghiệm của riêng tôi, xin thưa các vị, các thần chú khác nhau trong kinh điển, các vị phát tâm trì tụng để nhằm trị bệnh, vượt qua nạn khổ hay là một việc gì đó, cái này trên con đường tu tập các vị hành trì là một sự bổ sung rất tốt. Có 2 việc mà Tổ Thiên Thai ngày xưa từng khuyên chúng ta. Tổ Thiên Thai là những vị tổ đã khai sáng về Pháp Hoa Tông, và trong đó có cái quyển là Lục Diệu Pháp Môn. Trong đó tổ viết là tất cả những người tu hành, dầu mà pháp môn nào, trước khi đi vào tham thiền nhập định tu tập chuyên môn pháp môn đó thì cần phải sám hối và trì chú. Trong sám hối là tổ nói rằng do nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta gieo oan trái nghiệp chướng rất nhiều sâu dày, cho nên nhờ sám hối để tiêu bớt nghiệp chướng mà trên con đường tu tập nó đỡ những chướng duyên. Thứ hai là trì mật tông để giúp cho các chư thần gia hộ cho các vị, để vững mạnh tinh thần, để mà giữ trọn cái con đường tu hành cho tốt, tức là lập trường của mình
thì qua những lời tổ dạy, bản thân tôi cũng có một vài suy nghĩ về việc này và cũng đã từng ứng dụng trong cuộc đời tu học. Tôi thấy rằng về mặt căn bản, các thần chú khác nhau mà đại khái là chúng ta thường trì đại bi thần chú. Có thể có một cái duyên lành nào đó chúng ta trì những thần chú, nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm năng lực về tâm linh và trên con đường tu tập có bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn và có nghị lực hơn. Nhưng mà riêng tôi thôi, còn các nhà mật tông thì tôi không biết các ngài nghĩ điều gì và tu như thế nào. Thì tôi nghĩ pháp môn này mang tính cách hỗ trợ cho chúng ta trên con đường tu học thì rất tốt, nhưng mà để được đạt giải thoát bằng con đường này thì riêng tôi không thấy được. Riêng tôi thì tôi nói như vậy, còn những nhà chuyên môn thì tùy. Cho nên trên căn bản các vị có học tu thì các vị xem đây như là những trợ duyên để hỗ trợ chúng ta trên lộ trình tu tập, nhất là trong thời pháp nhược ma cường. Còn cái lộ trình giải thoát thì những pháp môn như là Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông, dường như quan điểm của tôi thấy rõ hơn và có thể thích hợp với các vị trên con đường tu tập trong hiện tại này hơn, tức là có lối để giải thoát hơn. Còn cái vấn đề này tôi muốn chia sẻ với các vị, đó là cũng là một trong những tông phái của Phật giáo. Nếu chúng ta hiểu biết và ứng dụng hành trì, nó vẫn có cái hiệu quả của nó. Nhưng mà kinh nghiệm tôi chừng ấy và tôi thấy hiệu quả cần thiết để hỗ trợ chúng ta trên con đường tu tập chừng ấy, tức là giúp cho chúng ta giữa cuộc đời thường này để được mạnh mẽ, để được nghị lực, để được có đủ cái thiện duyên. Đây là những điều chúng ta cần phải để ý. Ai thực hành sâu sắc thế nào cũng có một điều các vị tự cảm nhận ra. A Di Đà Phật. Con mới vào đạo tràng chưa hiểu Phật pháp, thầy cho con biết về Phật Thế Tôn, Phật A Di Đà, Phật Như Lai, Đức Phật Mâu Ni. Xin thưa các vị nói một đống như thế này thì cũng chỉ có hai vị Phật thôi. Đó là Phật Thích Ca và Phật A Di Đà. Xin thưa các vị, Đức Phật Thích Ca hay là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đều là tên của ngài, thậm chí Phật Tổ Như Lai cũng là tên của ngài. Tại sao gọi là Phật Tổ Như Lai? Cái chữ Như Lai là để chỉ cho tất cả các vị Phật đã thành Phật, cho nên Phật A Di Đà cũng vẫn được gọi là A Di Đà Như Lai. Tức là Đức Phật Dược Sư cũng vẫn được gọi là Dược Sư Lưu Ly Quán Như Lai. Như vậy từ Như Lai để chỉ cho một vị đã thành Phật rồi. Như vậy thì Phật Tổ Như Lai thì ở đây cũng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì trong đời hiện tại này, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là một vị duy nhất thành Phật trong cõi đời ngũ trược này, trong hiền kiếp này. Cho nên người đầu tiên để khai sáng ra đạo Phật, đầu tiên là một vị Phật trong đời hiền kiếp, cho nên gọi là Phật Tổ. Giống như bây giờ triều đại nhà Lý của chúng ta, cái vua Lý đầu tiên gọi là Lý gì? Lý Thái. Lý Thái Tổ có nghĩa là vị vua đầu tiên của dòng nhà Lý, đời Lý, thì người ta gọi là Tổ. Như vậy chữ Tổ nó mang tính cách là người khai sáng, người đầu tiên của một pháp môn của tông phái nào đó. Ví dụ bây giờ Tịnh Độ Tông, cái vị khai sáng tại Trung Hoa cho một tông Tịnh Độ tu hành đầu tiên đó là ai? Là ngài Huệ Diễn. Cho nên gọi Tổ Tịnh Độ Tông là Tổ Huệ Diễn. Rồi người khai sáng đầu tiên của Thiền Tông Trung Hoa đó là ai? Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì người đầu tiên gọi là Tổ. Như vậy chúng ta phải thấy Tổ là những người khai sáng đầu tiên của một tông phái, đầu tiên của một giáo phái, đầu tiên của một cái gì đó người ta gọi là Tổ. Như vậy Phật Tổ Như Lai là nhằm chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Riêng đó là chúng ta nói Phật Thích Ca có nghĩa là chúng ta nói về cái họ của ngài. Bộ tộc Thích Ca là bộ tộc Sakya. Sakya được chúng ta gọi là Thích Ca, tức là phiên âm từ chữ Sakya. Như vậy gọi cái tộc họ của Đức Phật, cho nên chúng ta gọi là Phật Thích Ca, có nghĩa là gọi tộc họ của ngài. Còn Mâu Ni là tên của ngài, nếu gọi đủ là danh hiệu của một Đức Phật, gọi đầy đủ là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là gọi là một bậc thầy gốc của chúng ta, dòng họ Sakya. Mâu Ni là năng nhân tịch mặc để chỉ cho cái tên của ngài, một thánh hiệu của ngài.
để chỉ cho công đức tu hành của Ngài. Như vậy thì dầu từ nào, Phật Tổ Như Lai hay là Phật Thích Ca hay là Phật Bổn Sư hay gì đó, đều chỉ chung cho một Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và bên cạnh đó Đức Phật A Di Đà là cũng là một danh hiệu Phật cho những người tu tịnh độ cầu nguyện giảng sanh Tây Phương. Như vậy thì ở đây chúng ta, cái câu này chừng ấy chúng ta có hiểu chưa? Rồi, A Di Đà Phật. Con là Phật tử ở đạo tràng Từ Bi Bê Tông. À, cái địa danh đó là Bê Tông. Hồi nãy giờ tôi nghe tôi tưởng xi măng bê tông chứ. Thưa Thầy, con nghe người ta nói người mới chết mà thắp hương vòng thì không siêu thoát được. Con xin Thầy quan hỷ cho con được biết. Hương vòng là cái nhang phanh đó phải không? Xin thưa các vị, chừng nào mà các vị nghe nói hòa thượng nào nói hay ông thầy Phước Tiến nói hay ai nói thì cần đặt vấn đề. Còn người ta là chuyện đồn dân gian, vô số bậy bạ qua vấn đề truyền khẩu, vô tội dạ, không tội không lỗi không gì, miệng ai cứ nói, thấy sao cứ nói. Cái chuyện ở xã hội này không có biết đường mà theo đâu. Rồi mai mốt người ta nói là cấm có một cây nhang, vậy là nó đi thẳng xuống địa ngục chứ nó không được về cực lạc. Cái chúng ta nói, ồ giờ cấm nhang một cây không được nữa rồi. Hay là nói cấm ba cây, cái nói ba cây là đại diện cho tam đồ đó nghe. Như vậy ai cấm ba cây là đi về địa ngục ngạ quỷ súc sanh nè. Rồi lúc đó biết làm gì giờ? Xin thưa các vị, đừng có máy móc như thế này. Nhang dòng, nhang phanh, nhang đứng, nhang gì đó, nhang đó, tất cả đều mang một ý nghĩa là nén nhang. Nhiều cách để người ta làm qua nhiều kiểu cách khác nhau cho chúng ta đa dạng trong việc cúng bái. Tự thân cây nhang nó không mang nghĩa lòng vòng hay là thẳng đứng hay là một cây, ba cây, mười cây gì cả. Các vị đến chùa, các vị đốt một nạm nhang như thế này, các vị cắm trên bàn Phật, và các vị thắp một cây nhang trên bàn Phật, hai cái này không ai hơn ai hết á. Ý nghĩa nó cũng chỉ là thắp một nén nhang trước Phật để thể hiện tấm lòng, rồi bày tỏ một cái điều thành kính nào đó. Một nén nhang và một cây nhang không hơn không khác. Thậm chí không cần một cây nhang nào, đến trước bàn Phật đảnh lễ, Đức Phật có nói mày không cắm tao cây nhang nào, tao không chứng cho mày. Có không? Đừng như vậy. Các vị làm không khéo, các vị làm ngợp cả cái chánh điện, các vị làm người khác càng có ngợp trong cái vấn đề cúng bái của chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta cúng nhang nhiều để được chứng giám, cúng nhang ít thì ổng chê ít, cúng nhang nhiều ổng mới chấp nhận gì đó. Sai lầm. Chúng ta đừng lấy phàm tâm mà để tư duy thánh ý. Ta thì còn tham sân si, kén cái này chọn cái kia, chấp nhận cái nhiều chê cái ít, thấy ham thích cái quý chê cái tiện. Đó là tánh của phàm phu. Chúng ta đem cái tánh phàm phu, chúng ta nghĩ rằng ông Phật cũng như thế. Ai đem mâm cỗ cho lớn thì tao cảm thấy tao thích, tao ban tặng nó nhiều. Ai đem mâm cỗ đạm bạc quá tao chẳng thèm dòm tới. Chúng ta cứ nghĩ là như vậy là chết Phật rồi. Cho nên tôi xin thưa với các vị, các vị đã là Phật tử rồi thì tôi mong rằng các vị Phật tử hãy hiểu cho đúng lý. Đừng suy nghĩ theo riêng mình mà làm theo cái ý của mình. Mặc dầu không ai rầy, không ai la, không tội, không phước gì hết, nhưng mà nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta thấy không có cái chất liệu của Phật Pháp gì hết. Và tu như vậy bao đời các vị mới tiến bộ, các vị chỉ cho tôi đi. Các vị tu pháp môn nào tôi không biết, các vị làm cái gì tôi không biết, nhưng mà các vị còn nguyên si như vậy thì tôi biết rằng các vị không có tiến bộ gì cả. Các vị chỉ tu trên danh nghĩa mà thôi. Các vị nói con tu theo pháp môn đó chẳng qua là có từ để nói, còn thật sự thâm nhập pháp môn thì chưa. Nếu còn như vậy là để bày tỏ trọn vẹn một người chưa phải là trên con đường tu tập đúng pháp. Cho nên ở đây khi đến chùa, khi học tu, chúng ta cần hiểu về mấy việc này. Hương linh siêu thoát đi nơi này khác được hay không tùy nghiệp của họ, không lệ thuộc vào tiếng chuông, tiếng mõ, cây nhang, cây gì cả. Đừng có bao giờ kẹp vô mấy cái chuyện này
để làm cho chúng ta tư duy cái chuyện lợt lạc như vậy. Việc này tôi xin trả lời tới đó. A Di Đà Phật. Gia đình con có vong linh mới chết trẻ, khi được tuần 49 con có đưa vong lên cửa Tam Tòa Đức Thánh Mẫu. Bây giờ con có cầu siêu cho vong theo Đức Phật A Di Đà thì có được không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này Phật cũng chạy các vị nữa chứ đừng nói tới tôi. Xin thưa các vị có quan niệm là vậy. Tôi đọc trong đây tôi được hiểu là như vậy. Bây giờ sau 49 ngày mình đưa vong mình lên cái chỗ nào đó, Tam Tòa Thánh Mẫu gì đó, cái mình gửi đó rồi. Bây giờ bất cứ một lý do nào đó, cái mình bốc nó đi về Đức Phật A-di-đà, có nghĩa là mình làm như vậy là Thánh Mẫu sẽ hờn mình, đúng không? Tại sao mày gửi tao rồi bây giờ mày đem mày gửi Phật A-di-đà? À, chúng ta có quan niệm như vậy. Chúng ta lấy từ chuyện thần thánh mà chúng ta tưởng tượng theo thực tế của giữa đời thường. Chúng ta đem một hương linh mà chúng ta xem như một con người đang sống. Chúng ta thờ một vị thánh, chúng ta thờ một Đức Phật mà chúng ta tưởng tượng như một vị phán quan hay là một vị quan tòa thực tế giữa cuộc đời. Hay là một chủ quản cho một cơ sở, một cái phòng tư pháp nào đó. Cái chuyện chúng ta quan niệm như vậy là không đúng gì cả. Tôi nói thật với các vị, sau 49 ngày các vị dẫn thần thức này đưa về Tam Tòa Thánh Mẫu gì đó, các vị có đưa được tới đó không? Và các vị làm cách nào để chứng nghiệm rằng chúng ta đã bốc cái hương linh này sau 49 ngày đang đi về ở với Tam Tòa Thánh Mẫu đó? Các vị lấy gì chứng minh cho tôi? Hay là các vị nói là đang tụng ở trước hương linh, tao cầu cho Nguyễn B, C gì đó đi về Thánh Mẫu, vậy cái là chúng ta nghĩ là đã về tới Thánh Mẫu. Như vậy giờ đang ở Thánh Mẫu à? Chúng ta quá hoang đường. Tôi nói thật với các vị, hoang đường thật lòng luôn đó. Mà bây giờ nếu chúng ta cứ mang cái tinh thần như vậy trong đạo pháp thì ngày nào đạo pháp phát triển được? Các vị chỉ cho tôi đi, Phật pháp mà như vậy bao giờ phát triển được? Chúng ta nghe lại cái bài giảng ý nghĩa tuần trung thất. Bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì? Bài giảng thuyết luân hồi trong Phật giáo. Tôi đã chia sẻ với các vị để nhìn nhận lại vấn đề này cho nó rõ ràng hơn và chính xác hơn. Cùng một quan điểm về trong ba chủ đề này. Chúng ta đừng có hình dung rằng một hương linh sau khi chết nó còn cái gì phản phất một hình bóng, ăn uống đi đứng ngủ nghỉ như khi người đó còn sống trên cuộc đời. Để rồi nhìn thấy chúng ta làm cái này cái nọ, chúng ta nói cái này cái kia rồi đều dẫn dắt đi lối này lối nọ. Nếu ai mà thấy và đi được như thế thì không ai chọn con đường địa ngục ngã quỷ súc sanh mà lúi cái đầu vô đâu. Ai làm được chuyện đó? Và nếu làm được chuyện đó, ai giả gì rơi vào trong nhà đau khổ hay giả gì đi đầu thai bằng những thân phận điếc đuôi câm ngọng, rồi giả gì để đầu sanh vào bò heo chó gà, giả gì đi lủi đầu vô địa ngục ngạ quỷ, biết đường mà đi mà sao đi khùng vậy, hương linh mà cũng khùng nữa. Xin thưa các vị, các vị hiểu chừng ấy là chết rồi. Cái người mà chỉ khẳng định được và tự chủ quyết định để mình có thể đi đâu, một là các bậc chứng thánh, Đức Phật khỏi nói, những bậc chứng thánh khả năng quyết định mình đi đến đâu. Các vị thiền sư đắc đạo, các bậc cao tăng đắc đạo, tất cả những người này quyết định cho mình có thể đi đâu. Ví dụ, một vị cao tăng đắc đạo trước khi thị tịch, ngài sẽ quan sát rằng xứ đó, nơi đó hay là gia đình đó bây giờ cần phải độ họ. Bây giờ nếu không độ thì để gia đình đó hay là xứ sở đó nó sẽ rơi vào trong điêu tàn, mất đạo đức, đau khổ, vân vân thế này thế nọ. Bây giờ nếu chúng ta không hiện thân vào đó thì ai vào? Vị này chấp nhận thị tịch và sẽ quyết định mình tái sanh vào nơi đó. Vị đắc đạo làm được chuyện này. Chúng ta làm được không? Ai làm được đưa tay lên đi. Nếu chúng ta cảm thấy rằng sau khi chết mà chúng ta vẫn biết vẫn làm mọi thứ như thế này nè thì chúng ta sẽ làm được chuyện đó đó. Cho nên các vị đừng tưởng tượng mê mờ. Tất cả phàm phu trai của chúng ta đi đến đâu và mang thọ mạng nào với thân phận nào là tùy nghiệp dẫn chứ không phải chúng ta quyết định.
tùy biết bao nhiêu công đức hay là tội lỗi thiện ác, mà tùy nghiệp thiện ác nó dắt dẫn chúng ta đến một môi trường tái sinh tương đương. Nó dắt địa ngục thì chịu địa ngục, mà nó ngắt ngạ quỷ thì chịu ngạ quỷ, nó dắt vào súc sanh thì chịu súc sanh, nó dắt vào phận gái thì chịu phận gái, nó dắt vào phận trai thì chịu phận trai, nó dắt vào đuôi mù thì chịu đuôi mù, mà nó dắt vào tật nguyền thì chịu tật nguyền, dắt vào giàu sang thì chấp nhận giàu sang. Phước báo tội phước thiện ác gì đó nó dẫn đến một môi trường tái sanh là tương đương. Không ai quyết định được cái chuyện này, mà các vị nói là đưa dắt dẫn đầu này đầu kia, hôm nay dắt đến tam tòa thánh mẫu, mai này cầu dắt nó đưa về cực lạc. Các vị làm như là các vị là tổ Phật trên cuộc đời này không bằng á. Tôi nói thật các vị nha, với nhãn quan của Đức Phật ngày xưa, bất cứ một chúng sinh nào qua đời, Đức Phật đều biết người đó tái sanh vào đâu hết á. Người đó tái sanh vào thân phận nào Đức Phật biết cả. Xem lại cái bài mà thuyết luân hồi trong Phật giáo, tôi nói đầy đủ rồi, nhưng mà tôi muốn nói một tắt một chút thôi. Nhưng mà các vị biết rồi, một chúng sinh này nó đã nghiệp nó dẫn vào địa ngục, Đức Phật thấy rất rõ, nhưng mà Đức Phật có nói thôi tội nghiệp nó quá, để tao thò cái tay tao bóc nó để nó trở vào loài người. Đức Phật làm được chuyện đó không? Cho nên Đức Phật còn không làm được chuyện đó, mà chúng ta ở đây làm gì mà chúng ta tưởng tượng vậy? Phải thấy rất rõ là như vậy. Bỏ đi những cái tưởng tượng qua phim ảnh truyện tiếu lâm chuyện thần thoại gì đó, cái này đừng mang trong lòng. Một cái quan đường, một cái quan tưởng, một cái tưởng tượng cho một học thuyết như là một chân lý như Phật giáo, hoàn toàn tri nguyên như thế này, suy luận so đo như thế này, hoàn toàn không bao giờ tới được. Mong các vị học Phật phải có một chánh kiến suy nghĩ để hiểu một cách đúng đắn hơn về việc này. Cho nên ở đây trong cái câu này, tôi thấy các vị suy nghĩ quá quan tưởng, cho nên chia sẻ như vậy. Rồi các vị hiểu thế nào là tuần 49 ngày, thế nào là luân hồi, thế nào tái sanh như thế nào, xem lại những bài giảng tôi đã từng chia sẻ thuyết luân hồi trong Phật giáo, sau khi chết chúng ta còn lại gì, ý nghĩa tuần chung thất. Ba bài này sẽ đủ cho các vị tư duy về việc này. A Di Đà Phật. Con đi soi xét cửa điện, cửa ba đức, thánh truyền số con phái thờ Chúa Quế Hoa. Mấy năm nay con vẫn theo lễ, nay con biết đến cửa Phật, con muốn quy y Tam Bảo, mà không thờ Chúa có được không? Chúa có quở trách không? Hai, các con của con cũng mài cửa thánh, nay con theo lễ Phật mà không mài có được không? Các ngài có trách không? Câu này cũng giống như vừa rồi ha. Cũng đem đến tam tòa thánh mẫu gì đó, rồi bây giờ á đem mang đi cực lạc, cái bả trách à, sao mày gửi tao, bây giờ mày đem gửi ông Phật Di Đà ha. Cái này cũng giống giống vậy đó. Xin thưa các vị, các vị về nghe lại cái bài giảng Phật Pháp Vấn Đáp Chính thầy đã chia sẻ tại Nha Trang, có chia sẻ đầy đủ về việc này. Nhưng trong nội dung của hai câu này cũng như là một, xin chia sẻ với các vị cái ý như sau. Thay đổi một tín ngưỡng không có gì là xấu hay tốt, không có gì tội lỗi, và không có bị quở trách bất cứ vấn đề gì. Ai cải đạo, ai thay đổi tín ngưỡng có tội lỗi gì, các vị chồng hết lên đầu tôi, tôi chịu hết cho tất cả các vị à. Nhưng tôi muốn nói, cái tốt cái xấu không phải bằng hình thức thay đổi đó, mà cái tốt cái xấu nó phát triển là sau này. Bây giờ cái việc này tôi cho thí dụ giống như vậy nè. Các vị đang chơi với thằng bạn này, rồi các vị không thích chơi nữa, các vị chơi với thằng bạn khác. Các vị đổi bạn có tội có lỗi có gì không? Không. Nhưng mà tốt xấu thì tùy theo như thế này. Nếu các vị đang chơi với một thằng bạn, nó học hành, nó biết làm ăn, nó ngoan, nó hiền, nó đạo đức, các vị chơi với nó, các vị có ảnh hưởng được cái tốt không? Có. Nhưng bây giờ các vị bị một cái loại nào đó nó quyến rũ, các vị bây giờ phải ăn chơi nhậu nhẹt, nhảy đầm đà điếm, thậm chí hút heroin gì đó, thậm chí đi đào tường phét dắt ở đâu đó. Tức là chúng ta thấy đời sống như vậy, tự nhiên chúng ta bị lôi cuốn vào như vậy, chúng ta bỏ thằng bạn này, chúng ta chơi với thằng bạn này. Hành động bỏ bạn nó không có lỗi gì hết á, nhưng mà chơi với một cái bạn mà đức tánh như vậy thì nó sẽ dẫn chúng ta đến đâu? Như vậy thì cái này không phải hành động bỏ bạn là có lỗi hay không, mà tự thân của thằng bạn đức tánh nó là đức tánh gì.
Như vậy bỏ một tín ngưỡng, thay đổi một tín ngưỡng hoàn toàn không có lỗi. Nhưng mà tín ngưỡng đó là có trí tuệ hay không? Tín ngưỡng có đạo đức không? Tín ngưỡng có xây dựng cuộc đời hay không? Tín ngưỡng có làm tốt cho mình hay không? Sau khi từ bỏ để trở nên cái đó mới là quan trọng. Như vậy các vị là người có trí, tự phân tích và hiểu được cần và nên làm cái gì. Thay đổi một tín ngưỡng không tội lỗi, không ai bắt bớ, không gì cả. Một tôn giáo truyền cho chúng ta muốn từ bỏ tôn giáo đó, cho dù là đạo Phật, thì các vị muốn bỏ, không thích thì bỏ, Phật không quở không trách các vị. Nhưng mà các vị thay đổi một quan điểm như thay đổi một đứa bạn. Nếu thay đổi một đứa bạn để tốt hơn thì chúng ta có đủ duyên phước, tức là gặp thiện duyên. Chúng ta thay đổi một đứa bạn để chúng ta trở thành xấu hơn thì từ thiện duyên chúng ta trở nên ác duyên, tức là bị ác duyên lôi kéo để chúng ta tệ và xấu hơn. Như vậy cái việc này, những tôn giáo nào, tín ngưỡng nào mà đe dọa bỏ đạo thế này, bỏ đạo thế kia, đó là lời hăm dọa để mang tính cách ràng buộc tâm lý chứ không bao giờ là sự thật. Đe dọa như vậy để lòng chúng ta khủng bố tâm lý, để chúng ta sợ mà không dám bỏ. Đó là cái cách làm của những cái người truyền giáo, họ mẹo như vậy. Cái đầu của họ khôn ngoan, họ mẹo với giới bình dân của chúng ta. Nhưng mà giới trí thức họ không có qua mặt được. Cho nên ở đây tại sao đạo nào cũng có cái tính cách đe dọa và nguyền rủa, chỉ có duy nhất đạo Phật không cần thiết cái chuyện đó. Ở đây chúng ta phải thấy rất rõ. Và vì vậy thay đổi một quan niệm, một tín ngưỡng hay là thay đổi một tôn giáo không có gì là tội lỗi. Tội hay không do đường lối sau đó mà chúng ta ứng dụng hành trì. Vấn đề đó là quan trọng. A Di Đà Phật. Gia đình con có 3 người con, 2 người con trai rất là ngoan, người con gái cùng chồng cờ bạc, số đề vân vân. Thì cái câu nói này thì hỏi dài lắm mà tôi tóm tắt ý nghĩa là như vậy. Cái cô này đang đau khổ vì một đứa con gái có người chồng, mà cả hai vợ chồng đều, chồng thì bài bạc, vợ thì số đề, và làm tan nát gia đình cô này rất đau khổ. Cô này muốn nhờ tôi chia sẻ sự thật rằng không biết ông trời xuống đây chia sẻ với nó có được hay không nữa, chứ đừng nói tới tôi. Xin thưa các vị, cái người mà mê số đề hay là mê cờ bạc, nó như bị bùa chú hay là ma gì nó dẫn dụ á, như điên như vậy đó, rất là khó từ bỏ. Cho nên cái việc này tôi muốn nói với tất cả các vị là như thế nào. Ở đây cái câu này nó giống như là Nguyễn Du mà nói về Thí Kiều á. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi ha. Cái đường thông thống thênh thang thì không chịu đi, mà đi vào cái con đường đoạn trường, mà không phải tự muốn đi mà ma nó dẫn. Còn những người này bị ma bài với ma số đề nó dẫn ha. Nhưng mà ma đó từ đâu? Từ cái tham vọng và ham chơi của con người. Chúng ta nên nhớ rằng không ai đánh bài mà không tham cả. Tôi dám chắc chắn 100% trên cuộc đời, ai đánh bài mà không tham đưa tay lên cho tôi nói coi. Có ai mà đánh bài tôi nói là tôi vô tôi đánh bài để tôi cúng mấy cha, ngày mấy cha tôi cúng hết luôn á. Có ai đánh bài nghĩ cái đó không? Hay là vô đánh bài nghĩ hốt của người ta về cho mình? Ai cũng vô đánh bài nghĩ để hốt của người ta về cho mình, không cần làm gì chân á, để đánh vài cây bài chơi cho thoải mái mà lại làm giàu nữa, sướng quá mà không làm sao được. Rồi cái người chơi số đề là gì? Tao bỏ ra có 2 đồng hay là bỏ ra có 5 đồng, tao trúng một cái tao hốt được 1 triệu lận. Trời ơi, cái số này nó dễ quá mà. Cái tham này nó dẫn dắt cho hành động này. Và tôi nói thật với các vị, ai trên cuộc đời bị gạt đều là bị lòng tham đứng đầu cả. Tôi dám chắc 100% trên cuộc đời, trên đời này ai bị gạt tiền, gạt bạc, gạt bất cứ gì đó, nếu là bị gạt hoàn toàn là chữ tham này nó lôi chúng ta đi, không thể nào là tự nhiên được. Cho nên tôi muốn nói với các vị là như thế nào, chúng ta bị tham nó đánh lừa. Cho nên người này phải tỉnh ngộ, phải nhờ học và tu, phải tỉnh ngộ và giác ngộ một điều rằng không ai trên cuộc đời đánh bài mà làm giàu cả. Có ai trên cuộc đời đánh bài mà làm giàu không? Nếu mà đã làm giàu thì ta đâu nói câu cờ bạc là bác thằng bận à, có phải vậy không? Kinh nghiệm dân gian cả đời thiên hạ đã biết mà à, chuyên môn cờ bạc là bác bận.
Ta nói rất rõ như vậy, nói không sai, dân gian chúng ta kinh nghiệm mấy ngàn năm, mấy trăm năm gì rồi, cho nên nói câu gì là như đinh đóng cột, chính xác. Rồi bây giờ tới thêm cái dạng số đề, số này số kia nữa. Thành ra tất cả những cái này chúng ta làm vừa sai luật pháp mà vừa sai đạo đức. Chúng ta chơi để vui thì không có gì để nói. Cây bài có tội không? Cây bài có lỗi không? Tự thân cây bài không có tội lỗi, mà chúng ta ăn thua trong cái đó nó mới có lỗi. Tự thân cây bài để giúp chúng ta giải trí chơi chứ đâu gì đâu. Con người mệt mỏi đi về rồi đánh bài này bài kia chơi cho vui thư giãn, chuyện đó đâu có sao đâu, đâu lỗi làm gì. Thậm chí tôi có thời giờ tôi đánh với các vị cũng được, đâu có sao. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái đó để ra ăn thua thì nó lại là vấn đề khác. Chúng ta phải hiểu chỗ này. Cho nên khi cái người rơi vào trường hợp này, người này phải tự nhận ra rằng càng chơi càng đau khổ cho mình, cho người. Và người nào ham chơi kiểu này là người này hoàn toàn ích kỷ. Tôi nói thật, tôi nói đụng chạm thì tôi chịu. Trên cuộc đời này ai ham ăn ham nhậu là ích kỷ, ai ham chơi bài bạc là ích kỷ, ai ham chơi cái này cái kia là ích kỷ. Bây giờ tại sao tôi nói vậy? Bây giờ có một cái người cha, một người vợ sanh được hai đứa con, đứa 7 tuổi, đứa 9 tuổi. Thay vì nếu hai vợ chồng như thế, người ta có được hai đứa con, thì người ta làm gì? Người ta cho ăn, cho học, ít nhất đứa này cũng được lớp 2, đứa kia cũng được lớp 4, lớp 5. Rồi vợ chồng cài cốc móc mũi gán tạo ra đồng tiền để cho con ăn học. Nếu nghèo quá thì không được dư giả thì cũng ít nhất cũng giúp cho một tối thiểu nào đó con ăn học để biết cái chữ cái này với người ta. Còn cái này không có. Cái này tối ngày cứ đi nhậu hoài. Con 7, 8 tuổi như vậy không cho học hành gì cả, mày phải đi bán vé số. Mỗi một ngày phải hết một cọc như thế này, về kiểm lại tiền lời bao nhiêu đưa tao. Tao làm gì? Tao đi đánh bài hoặc tao đi nhậu. Như vậy cái người này có được những đứa con như vậy để làm gì? Để làm tôi mọi cho cái tật xấu của chính mình là chỉ đi nhậu. Như vậy cái này không thể gọi là con người hay là người cha được, mà đó là một dạng gì á, tôi không thể dùng cái từ khác hơn được. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng như vậy cái người này có phải là quá ích kỷ không? Vì hưởng thụ cá nhân của mình mà bất cần đến tương lai sự nghiệp học hành của các con, bóc lột cho dù con mình còn nhỏ như vậy. Vợ ở nhà làm cài cốc móc mũi, được bao nhiêu tiền dòi hết, móc túi hết để đi đánh bài và đi nhậu. Những cái đó thuộc về cái gì? Vậy thì ở đây chúng ta phải thấy rằng cái nào tiêu khiển cá nhân một cách như vậy, đó là tính người nó đã mất rồi. Chỉ biết chính mình mà thôi, biết hưởng thụ cái gì phục vụ cho sự hưởng thụ của mình thì được, không cần đạo đức lễ giáo tương lai sự nghiệp. Người như vậy, cái ốc đó là ốc con người sao? Cái quan niệm suy nghĩ như vậy là con người sao? Nhưng mà chuyện nhà anh ai nói tới? Anh làm anh chịu chứ. Nhưng mà chúng ta thấy nó là như vậy. Thành ra tôi nói rằng những người thuộc về bài bạc cũng thế. Cha mẹ vợ chồng gì đó làm cất vô ngân hàng, cất vô tủ khóa cứng ngắc như vậy, đi kiếm chìa khóa, đi kiếm cái gì cài tủ, đi kiếm gì đó vô ngân hàng để lấy ra tiền để chơi đánh bài vô casino. Trăm triệu này qua trăm triệu khác, trăm ngàn đô này qua trăm ngàn đô khác, tới chừng cha mẹ vợ chồng gì đó quay trở lại cần đồng tiền để mua, để sắm cái gì, mở ra tủ không còn cắt nào hết, mở ra ngân hàng không còn đồng nào hết, phải lấy tiền đó đi ra làm ăn để làm thêm kinh tế gia đình. Rồi bây giờ làm ăn kinh tế mà lỡ thất bại á, cái đó dễ tha thứ và thông cảm. Cái này đi chơi để cho thỏa mãn những cái khát vọng, những cái điên cuồng, những cái tham vọng của riêng mình mà bất cần đến sự hy sinh và đau khổ của người khác. Cái này thấy ít nhưng mà nó lại là vô lương tâm lắm. Nếu chúng ta làm có tiền bao nhiêu chúng ta cứ được nướng vào bài bạc, kệ chúng ta, bao nhiêu cũng được. Đừng bóc lột và đừng có làm đau khổ người khác, phải ghét hết tất cả sự hy sinh của người khác để dồn cho mình. Cái này phải là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng phân tích mọi điều để giúp cho người này tỉnh ngộ
Chỉ khi nào nó tỉnh ngộ, nó nhận ra nó sai lầm và nó muốn quay về con đường lương thiện để đi làm những điều tốt đẹp để lợi cho gia đình mình, cho xã hội, cho bản thân mình, thì lúc đó mới có thể được. Còn bằng không, không có một quyền lực nào, không có một cấm đoán nào, không có một cái gì có thể ngăn cản được những người đang đam mê như điên như khùng về ba cái này cả. Tôi đã thấy rất nhiều những người than giảng tôi cái này cũng quá trời nhiều luôn rồi. Chỉ có một vài người ha, còn tỉnh ngộ được, tức là nhờ nghe các thầy giảng. Hoặc những người tỉnh ngộ là nhìn lại thấy các con mình nheo nhóc, vợ mình buông gánh bán bưng, nhìn lại thấy nhà mình đàm tan nát hết rồi, tất cả mọi thứ đều do gì đó. Lúc đó đau khổ mới hối hận, mới nhìn lại là tan nát hết mọi thứ là do mình. Thì một vài người cũng tỉnh ngộ, mặc dầu muộn nhưng mà vẫn đỡ hơn. Nó làm tan nát hết rồi, không còn gì để bán nữa, nó mới tỉnh ngộ, chứ phải còn làm nữa. Xin thưa các vị, thì cho dù tỉnh ngộ muộn cũng là tốt. Thành ra ở đây tôi muốn nói như vậy, làm sao giúp người này tỉnh ngộ, bỏ đi cái sự tham vọng điên cuồng bằng cách là mơ để ăn, để được, để cái gì đó, muốn cướp của người ta đem về của mình một cái cách nhẹ nhàng như vậy. Tức là đừng có còn ý niệm hoang đường như vậy nữa thì mới có thể cứu được ra khỏi cái này. Còn hăng máu, còn tham vọng, còn muốn cướp của người ta đem về của mình bằng cái cách đó thì không bao giờ dừng được cái chuyện này. Thôi việc này việc của ai nấy lãnh đi, tôi nói tới đó thôi. A Di Đà Phật. Đi lễ Phật thì nên đi vài ba chùa, hay cần phải đi thật nhiều chùa thì mới lợi lạc. Nhà cúng vàng thì cúng ít chùa, cúng cũng số tịnh tài tịnh vật, cúng nhiều chùa có lợi lạc hơn hay không? Cái chuyện này các vị tưởng tượng nữa rồi. Thật sự với các vị, chùa này thờ tượng Bổn Sư Thích Ca, rồi chùa ngồi hôm qua thờ Phật gì vậy? Hả? Thờ Phật gì? Rồi 50 chùa nữa thờ Phật gì? Có chùa này thờ Phật Thích Ca, rồi chùa kia thờ Phật A Xúc Bệ, rồi chùa kia thờ Phật gì đó. Thành ra phải đi cúng cho có nhiều ông ủng hộ. Vậy không? Xin thưa các vị đừng có suy nghĩ như vậy. Nếu chúng ta cầu cúng như thế này mà chúng ta chia ra nhiều chùa bằng thái độ này thì được. Chúng ta biết vòng vòng đây có ví dụ 10 chùa. Chùa nào sinh hoạt cũng hạn chế hết á. Điều kiện cũng khó khăn. Thôi bây giờ sẵn có dịp chúng ta đi cúng, chúng ta chia đều để các chùa có nhu cầu để sinh hoạt. Cái này hoàn toàn đúng. Nhưng chúng ta nghĩ ở đây có 5 chùa, tôi đi cúng 4 chùa, còn chùa nữa không cúng chắc Phật đâu, ông ganh tị, ông ghét tôi à. Thành ra tôi phải đi cúng thêm chùa đó nữa để chia ra. Chúng ta nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm. Chúng ta cúng bao nhiêu cái phước báo nó tương đương như vậy. Chia 10 chùa cũng thế, 1 chùa cũng thế. Nhưng chúng ta phải có một cái tâm suy nghĩ là vì sự bình đẳng ở các chùa, để cho quý thầy, quý cô gì đó ở nơi đó đều có sự chi tiêu cho trong chùa. Cho nên buộc lòng mình phải chia ra như thế. Cái này hoàn toàn hợp lý. Cho nên cúng dường chúng ta phải có một cái tâm mà suy nghĩ như thế, chứ không có nên quan tưởng cái vụ mà nhiều ít hay là chia ra nhiều như vậy hay là đi thập tự mới được, đi một tự không được, vân vân. Các cái này là các vị tự chia sẻ chiếc tính của ý nghĩa của riêng mình ha. Việc này tôi trả lời tới đó. A Di Đà Phật. Câu này bị cái tập quán nữa ha. Kính bạch thầy, Phật tử có hai người con, một người xuất gia và một người bị bệnh tật ở nhà. Có người nói là nhà tôi mất giống. Vậy các người nói như vậy đúng hay là sai? Xin thưa thật với các vị, các vị có quan niệm như vậy là quan niệm theo Nho giáo chứ không phải quan niệm theo Phật giáo. Trên cuộc đời nếu mà nhìn quan niệm của Phật giáo mà nói gọi là Bồ Tát hạnh á, thì qua dưới cái nhìn của Bồ Tát là tất cả chúng sinh nam loài trống loài đực là cha ta, tất cả các chúng sinh nữ loài cái loài mái là mẹ ta. Như vậy dưới mắt của Bồ Tát là tất cả chúng sinh trên cuộc đời này đã từng thân bằng quyến thuộc, không kiếp này là kiếp khác, vô lượng kiếp chúng ta đã dòng họ anh em bậu bạn cha mẹ và con cái với nhau từ vô lượng kiếp đến bây giờ. Như vậy trong đạo Phật mà gọi là nhìn tổng thể thì không có cái gì là riêng biệt như thế này. Quan trọng ai giải thoát thì tốt được cho người đó.
chứ mang tính cách dòng họ, dòng tộc, dòng giống cái gì gì. Ví dụ bây giờ mình nói mình họ gì, họ Nguyễn đi, các vị biết ở đây có bao nhiêu triệu, bao nhiêu ngàn ngôi nhà họ Nguyễn, các vị cho tôi biết đi. Làm như có một mình nhà các vị là họ Nguyễn vậy đó. Bây giờ các vị nói là bây giờ tôi có hai đứa con thôi, bây giờ hai đứa con tôi là thuộc dòng họ Nguyễn, bây giờ nó đi tu là mất giống họ Nguyễn chết rồi, bây giờ hàng triệu ngôi nhà khác nó họ Nguyễn, nó là cái gì? Chúng ta đâu có một quan niệm mà cục bộ như vậy, theo một cái suy nghĩ lệch lạc như vậy. Kiếm được một người đi tu là lại họ tu, không biết họ tu không nữa, chứ đừng có nói mà mất giống. Cho nên ở đây tôi nói các vị đừng có quan niệm như vậy. Sinh ra một người con nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng, một người đi tu hành được làm lợi lạc cho nhiều đời nhiều kiếp ông bà cha mẹ, thậm chí làm lợi lạc cho chúng sinh. Nếu người đó là người lợi ích cho chúng sinh thì chúng ta hiểu như thế nào? Các vị biết những nhà lãnh tụ đôi khi có đứa con nào? Hay là nhiều nhà khoa học, các bác học gia trên cuộc đời này có đứa con nào? Nhưng mà người ta đã làm lợi ích cho cuộc đời hàng triệu con người kính mến và biết đến thì sao? Và mãi mãi chúng ta không cần đứa con nào mà thờ tự. Ví dụ tôi nói thật, có những gia đình có những đứa con bất hiếu, chết xuống rồi thậm chí đám ma nó còn không thèm làm nữa, để làng xóm quần chúng làm. Thì lúc đó nói tao mà biết đẻ ra mày vậy, tao đẻ hột gà hột vịt tao ăn còn sướng hơn đó. Lúc đó nói sao? Thành ra ở đây các vị thấy rằng đừng nghĩ như vậy là tốt. Chúng ta đóng góp và xây dựng gì cho cuộc đời là tốt. Nếu chúng ta làm gì lợi ích cho cộng đồng, cho chúng sinh, cho cuộc đời, thì triệu triệu người người ta tôn thờ, người ta duy trì thờ cúng cho mình, thậm chí thờ mình còn tốt hơn mấy thằng con mất dạy nữa. Xin thưa các vị vậy đó. Có những đứa con vô đạo đức, có những đứa con mất dạy, có những đứa con không biết gì lễ giáo cha mẹ hết, chết rồi nó bỏ một đống đó mặc tình ai làm gì làm. Làng xóm thiên hạ mỗi người cây nhang, bát nước, tấm vải, tấm hòm liệm cho mình, thờ cúng mình. Thậm chí lúc mình bệnh, bà con hàng xóm, người bát nước, người chén cháo, người chén cơm, nó có được coi sóc mình ngày nào không? Đâu phải lấy đứa con để làm truyền thống, lấy đứa con để làm đạo đức, hay là lấy đứa con để làm dòng họ. Dòng họ kiểu đó tôi nhục nhã với mấy đời ông cha tao. Mấy đứa con mà như vậy nó giỏi tông đường cái giống gì? Một hạt giống bệnh hoạn, mà hạt giống này cần phải từ bỏ đi. Một hạt giống xấu không để cho nó phát triển được. Một hạt giống có nhiều cái hạt giống ung thư để gây lây lan cho thiên hạ. Thì cái đó từ bỏ đi, không có một quan niệm cục bộ như thế. Cho nên ở đây không có một suy nghĩ gì máy móc. Ai tu được cứ tu. Thậm chí đi tu tu không trọn cứ việc hoàn tục. Chuyện đó không có lỗi lầm gì cả. Bây giờ con mình nó thích tu cứ việc đi tu đi con. 3 tháng cũng tốt, 1 năm cũng tốt, 5 năm cũng tốt, 10 năm cũng tốt. Tu được ngày nào hay ngày đó, ít nhất không làm một tu sĩ có lợi cho đạo pháp, thì sau này trở thành một công dân tốt, biết đạo đức, biết lễ giáo, cũng có lợi ích cho bản thân mày. Chúng ta phải suy nghĩ như vậy chứ. Chuyện đi tu là chuyện các vị, không thích tu nữa cứ hoàn tục, chứ không mang cái nghĩa là đi tu là phải đi tu trọn đời trọn kiếp. Chắc gì ông này không đi tu được trọn đời trọn kiếp không? Nhưng mà cái chuyện đó không lỗi phải gì cả ha. Ai đi tu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chứ không phải là đi tu không được rồi về chúng ta cười chê chỉ trích. Ủa tôi đi ăn trộm ăn cướp đi đào mỏ ai mà phải cười? Cái người đi tu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Chúng ta không có một quan niệm cục bộ về chuyện này. Chúng ta có những suy nghĩ như thế này: con ta đi tu chúng ta xem như ông Phật vậy đó, cho nên mai mốt hoàn tục chúng ta thấy nhục nhã với mọi người. Ủa nó làm gì nhục nhã? Nó là một con người phàm đi tu, chứ đâu phải thánh nhân xuống đây mà đi tu đâu mà các vị nói. Thành ra khi ngày nào không còn duyên để tu hành, nó trở về đời là một công dân bình thường, là một Phật tử tại gia. Đi chọn con đường thì tốt, không chọn thì thôi. Gạo để lên sàn cứ sàn, hạt nào nhỏ cứ lọt. Chứ không có một quan niệm con mình xin má ơi con đi tu, hay là ba ơi đi tu, mà nhắm này đi tu được trọn đời không mày? Ủa thằng nào dám tin mình tu được trọn đời? Mình cắt hết nhân duyên Phật pháp với họ. Mình suy nghĩ như vậy là quá nông nổi rồi các vị. Các vị làm như vậy, mai này Phật pháp sẽ không còn người để duy trì, để phát triển. Nhất là ở Hà Nội này, ở miền Bắc này rất ít tu sĩ đi tu. Và vì chúng ta có quan niệm cục bộ, cho nên chúng ta làm cái sự phát triển của Phật pháp, nhất là cái sự có mặt của người xuất gia, càng hiếm hơn nữa bởi quan niệm cục bộ của chúng ta.
Tại sao chúng nó xin mình đi tu mà mình lại hỏi nó đi tu được trọn đời hay không? Trong luật đạo có bảo là ai đi tu phải đi trọn đời không? Trong giới luật của Đức Phật có nói là ai đi tu phải đi trọn đời không? Không bao giờ có chuyện này, phải không? Luật Phật còn cho phép một người xuất gia được hoàn tục mấy lần? 7 lần như vậy. Cái này là tôi nói luật tỳ kheo, luật xuất gia luôn, chứ không phải là nói chuyện cái cửa miệng của tôi đâu. Một người đi xuất gia được hoàn tục, tức là trở về đời, trở về đời, Đức Phật cho phép 7 lần. Nhưng mà cái này chỉ dành cho tăng thôi, chứ không phải ni. Nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Cái đó để các vị thấy rằng cái cửa phương tiện của Đức Phật dạy cho chúng sinh như vậy đó. Đức Phật mở hết lối cửa phương tiện để dìu dắt mọi thân phận, mọi hoàn cảnh chúng sinh tu hành để giác ngộ. Các vị thấy con người của Đức Phật như vậy, có trí tuệ mới nhìn thấy được như vậy. Còn chúng ta không có trí tuệ cho nên cục bộ. Con chúng ta đi tu, hỏi nó đi tu được trọn đời không? Nó bây giờ 10 tuổi, 15, 20 tuổi, làm sao nó biết được trọn đời hay không? Ngày mai nó còn chưa biết là gì, sao hỏi nó trọn đời? Chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải hiểu những cái điều này. Con mình hỏi như vậy, mình là cha mẹ, mình khích lệ nó mới đúng chứ. Vì vậy thì bây giờ 1000 đứa đi tu bằng cái cách đó, thì mai này nó là bông xoài trứng cá, biết không? Bông xoài trứng cá có nghĩa là bông xoài bao nhiêu đó thấy vậy á, chứ nhưng mà kết quả nó cũng không còn được mấy trái. Trứng cá nó nhiều như vậy nhưng mà còn con cá nguyên vẹn sau này cũng không được mấy con. Thì bây giờ chúng ta tạo điều kiện cho con cái chúng ta đi tu 1000 đứa như vậy, nó hoàn tục cho 950 đứa đi cũng còn được 50 đứa ở chùa. Còn các vị cứ cắt hết lương duyên như vậy, mất luôn cả 50 đứa này. Như vậy không còn ai nối tiếp để duy trì Phật Pháp nữa. Cái này là tại các vị chứ không phải tại người xuất gia. Các vị có thấy chỗ này không? Như vậy bây giờ 1 triệu người đi tu bằng cái cách đó, thì bây giờ ít nhất cũng còn sót lại 100 người chứ. Còn các vị cứ nhà nào cũng vậy, mày nhắm mày tu trọn đời không? Cái nghĩ. Nhà này mày nhắm tu trọn đời không? Cái nghĩ. Nghĩ rồi không còn thằng nào tu luôn. Tại chúng ta suy nghĩ, chúng ta không hiểu gì hết. Cho nên chúng ta làm cho Phật Pháp nó trở nên cái điều ngán ngẩm trên đường tu hành của mọi người, không ai dám bước vào. Bởi vì lỡ có gì các vị chỉ trích, các vị nguyền rủa, các vị chê bai, các vị làm thế này thế nọ. Các vị không học hỏi Phật giáo của nước bạn á. Các vị không nhìn qua Thái Lan á. Các vị nhìn qua Phật giáo Thái Lan. Các vị nên nhớ, tại sao Phật giáo Thái Lan phát triển đồng bộ mà mạnh mẽ như thế? Các vị hiểu được điều gì? Người Thái Lan có một điều đặc biệt, con cái lớn lên là phải vô chùa phải tu ít nhất là 3 tháng, còn muốn ở lại bao nhiêu là tùy, nhưng mà giá chót là 3 tháng. Không có một giấy chứng nhận của ở nhà chùa là người này đã xuất gia 3 tháng, học đạo học gì đó 3 tháng rồi thì ra ngoài, không bao giờ xin học được, không bao giờ xin việc làm được, và thậm chí không thể cưới vợ được. Các vị thấy là như vậy. Cho nên như vậy 1 triệu người đi tu vô trong đó là điều là tới tuổi đó phải đi tu. Thì bây giờ 1 triệu người nó tu chỉ có 3 tháng thôi là 700.000 người. Rồi bây giờ tiếp tục nó tu được 5 năm nữa thêm 100.000 người nữa là 800. Như vậy thì bây giờ hoàn tục hết 800 rồi còn nhiêu? Còn 200. Bây giờ tu được 20 năm được 100.000 nữa thì nó còn sót là nhiêu? 100.000. Bây giờ 100.000, bây giờ nó tu tiếp tục được 30 năm mà nó lỡ hoàn tục phân nữa, nó cũng còn được 50.000. Và chính chỗ đó các vị mới thấy rằng Phật giáo Thái Lan đời đời duy trì phát triển một cách mạnh mẽ. Còn chúng ta ở đây, chúng ta tưởng tượng mấy ông thầy vô chùa nhưng Phật mới ngày hôm qua ăn nhậu đánh lộn ngoài đường, bữa nay hôm nay mới vô cạo cái đầu, cái các vị tưởng như là ông Phật. Các vị tưởng tượng máy móc như vậy, các vị làm cho suy đồi đạo Phật hết, làm ai dám tu hành. Bị các vị khắc khe như vậy không dám tu hành. Rồi các vị khắc khe, các vị mới chỉ trích thầy mà như thế này, thầy mà như thế kia, thầy mà như thế nọ. Tôi xin thưa các vị, cũng là con người bước vào dòng cửa Phật, cho nên cái gì quá đáng hay là cái gì cần thiết trao đổi, nhắc nhở hay là góp ý xây dựng, chứ không được quyền bươi móc chỉ trích hay là đi rao bán như thế để làm cho Phật Pháp bị tổn thương. Chúng ta đồng là con người trên con đường giác ngộ, phải có hiểu cái chỗ này.
Không khéo chúng ta những cái quan niệm cục bộ sai lầm, chúng ta làm Phật pháp không có phát triển lên được. Rồi lúc đó chúng ta than, tại sao không có người tu, tại sao không có tăng ni, tại sao một thầy phải làm trụ trì 5-10 chùa. Cái này chúng ta làm mất luôn hạt giống hết của những người phát tâm tu rồi, còn gì nữa đâu. Chúng ta thấy cái chỗ này không? Thật lòng các vị có hiểu chỗ này không? Hả? Có hiểu được không mà im le vậy? Cho nên không có quan niệm như vậy. Ai phát tâm con chúng ta mà xin đi tu, cứ việc cho đi tu, đừng dòng giống, đừng cái gì hết, cứ tạo điều kiện cho tu, tu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu ha. Thì như vậy mai này Phật pháp mới phát triển lên được. Hãy học ở nước bạn, đi tu hoàng tục, không xấu không tội lỗi gì cả, phạm giới mới có tội. Còn không thích tu nữa, cứ việc trở về đời bình thường, không có gì sai lầm trong việc này hết. Chắc gì phải thấy rất rõ như vậy chứ. Học hiểu như vậy thì chúng ta mới tạo điều kiện phát triển. Cho nên chúng ta cứ suy nghĩ tu là hết cuộc đời rồi, tu là coi như là tiêu rồi, tu là không được hưởng thụ, tu là thiệt thòi cho nó quá, tội nghiệp nó quá. Quan niệm như vậy chúng ta cứ làm cản trở hết người này tới cản trở người kia. Ai cản trở là có tội đó. Cho nên không khéo chúng ta tưởng tượng là chúng ta kính trọng Phật pháp, nhưng thật ra chúng ta đang làm cho Phật pháp suy đồi. Cái này chúng ta phải hiểu. Chúng tôi không chấp nhận một quan điểm mà ai nói cái kiểu này. Tôi xin trả lời được tới đó. A Di Đà Phật. Và hàng năm vào ngày 3 tháng 3 là ngày Thanh Minh, Phật tử các con thường ra làm lễ tạ mộ. Đầu năm họ thường nói là động mộ. Các con ra tạ như thế đúng hay là sai? Con mong thầy quan hỷ bố thí vài lời. Xin thưa các vị, cái này các vị nên làm đâu có sao. Mộ đó là ông bà tổ tiên của mình. Mình làm ở đây là để tưởng nhớ đến cái người quá cố đã nằm xuống. Cái chuyện này là chuyện tục lệ thôi, không mang cái nghĩa là giáng phước giáng họa gì hết. Mà thông thường cái ngày Thanh Minh nó có ý nghĩa vậy nè. Một năm các vị có một ngày đi ra thăm mộ à. Thay vì bây giờ đúng ra là hôm sớm chúng ta phải ra coi mộ, đắp thắp hương này kia kia nọ, chăm sóc mộ mới đúng là lễ giáo của người con. Nhưng bây giờ thời gian không cho phép, hoàn cảnh cuộc sống không cho phép, cho nên bây giờ nhân những ngày mà lễ tạ mộ đó thì chúng ta ra quét dọn, chăm nom coi, đắp mộ, sơn phết đồ lại để thể hiện cái tấm lòng của người con khi nhớ đến nấm mồ của ông bà tổ tiên, vân vân như vậy. Đây là lễ giáo đạo đức mình làm, chứ không mang cái nghĩa hên xui tốt xấu gì trong này. Nhưng mà nó có điều quan trọng. Nếu các vị là con cái mà để mồ hương bát lạnh, mồ mã không chăm sóc, thì cái đây không mang cái nghĩa là ai trách móc ông bà quở phạt, mà phải xét lại lương tâm đạo đức của chính mình. Nếu một người thiếu lương tâm đạo đức như vậy thì dĩ nhiên cuộc đời sẽ không hanh thông. Mà người ta thông thường nói là do mày bỏ mồ mã bê bối cho nên cuộc đời mày lận đận, lao đao không hanh thông. Thật ra mà nói, chính lương tâm mình thấp cho nên mình không hanh thông. Còn cái người quá cố họ đã tùy nghiệp giảng sanh rồi, không ai nằm trong nắm mồ đó mà để bắt chặt, bắt khang, bắt lỗi, bắt phải với chính mình. Như vậy ở đây chúng ta phải hiểu một điều đó như vậy. Cho nên ngày Thanh Minh chúng ta đi tảo mộ, quét dọn, chăm sóc, đốt nhang, một năm ít nhất cũng một lần. Như vậy để thể hiện được chúng ta là có tấm lòng chứ. Còn bằng có những người lúc cha mẹ chết cái khóc lóc nằm lên sụp xuống đủ hết, cuối cùng chôn rồi 3 năm nó còn chưa đi đến cái mồ nó là sao nữa. Thì cái đó là chúng ta làm thấy nó hơi giả tạo. Giả tạo. Thì ý này nói là như vậy ha. A Di Đà Phật. Thì thôi bây giờ quá nhiều câu hỏi còn lại mà thời gian không cho phép, bởi vì lịch trình đi của chúng tôi còn rất là nhiều điểm nữa. Cứ mỗi ngày là hai thời sáng chiều như thế này, mà mỗi ngày liên khúc như thế, cho nên là tôi nghĩ sợ không đủ sức để chúng tôi tiếp bước cái phần còn lại. Cho nên thời gian vậy các vị quan hỷ cho ha. Buổi pháp đàm hôm nay chúng ta xin khép lại tại đây. Và những thắc mắc của các vị sẽ được chia sẻ trực tiếp gián tiếp qua những buổi pháp đàm ở chỗ khác. Và các vị sau này đón nghe lại các đĩa pháp đàm tiếp theo ở tại miền Bắc này. A Di Đà Phật. Xin bạch thầy, thầy nghĩ vấn đề sắp tay để hội lớn.